Kính thưa quý vị thân mến, như quý vị đang thấy trên sân khấu, đây là một chiếc thuyền, đây chính là đạo cụ bắt buộc ở đợt nhảy thứ hai. Và Ngọc Diệp cũng xin nhắc lại điểm của tuần này như sau. Tổng điểm bằng điểm của ban giám khảo dành cho hai bài thi cộng lại và cộng với điểm giảm cân của các thí sinh. Hồi nãy Ngọc Diệp có rủ anh Trường Giang là hay là hai đứa mình đứng trên thuyền chơi đi anh, hóng gió đi. Nhưng mà anh Trường Giang nói là không, anh sợ té, sợ gió, sợ biển, sợ nước bởi vì anh không biết bơi, cho nên anh muốn ngồi. Ngọc Diệp nhớ là ở tuần thứ 6 thì cũng là một thử thách với đạo cụ. Nhưng mà các đạo cụ khác nhau thì thí sinh lẫn biên đạo sẽ có được nhiều sự sáng tạo hơn, tự do hơn và nhiều ý tưởng hơn. Đối với tuần này thì 4 bài hát và 1 đạo cụ thì theo anh Đàm Vĩnh Hưng là có khó khăn cho cái phần sáng tạo như thế nào đối với các thí sinh và bạn diễn của mình? Thì khi các bạn vào tới vòng này thì Hưng nghĩ rằng là các bạn đang phải chứng minh mình là người xứng đáng nhất, khả năng nhiều nhất. Nó giống như những cuộc thi lớn về nhan sắc và trí tuệ ở trên thế giới, những cuộc thi hoa hậu. Khi vào chung kết, một câu hỏi thôi, nhưng mà các thí sinh phải trả lời trên một câu hỏi đó hết để tìm được cái người nào thông minh nhất, xứng đáng nhất để nhận lấy cái vinh quang cao nhất. Thì ban tổ chức cũng như là các giám khảo cũng quyết định chọn cách chơi này để thử xem các thí sinh ai sẽ là người xứng đáng đi tiếp vào vòng trong với sự sáng tạo của mình cộng với biên đạo của mình. Ngay cả biên đạo là bạn diễn cũng có được thử thách như vậy. Đó là cách mà chúng tôi đã đặt ra cuộc chơi này khi có một chiếc thuyền dành cho cả 4 tiết mục. Cảm ơn anh. Và xin hỏi giám khảo Hoài Linh là tại sao mình không chọn một cái đạo cụ nào đó khác mà lại chọn một chiếc thuyền ạ? Đời người nó như một chiếc thuyền vậy đó. Nó lên lên trên sông, có lúc qua gờn, qua thác, có lúc phải chịu sóng gió. Nhưng mà chúng ta có vững tay chèo không? Nếu các bạn ấy vững tay chèo thì chắc chắn các bạn ấy sẽ vượt qua bằng cái chiếc thuyền con này thôi. Và cuộc đời con người cũng vậy, chúng ta cũng cố gắng vượt qua sóng gió, vượt qua những gờn thác thì chúng ta sẽ ra biển lớn. Tuần này để chứng minh sự sáng tạo của các bạn hay không là với một đạo cụ này, thì tôi cho đó là một cái sự sáng tạo mà các bạn ấy có thể thể hiện cho chúng tôi thấy. Vâng, cảm ơn anh những chia sẻ. Tiếp lời Hoài Linh chút xíu nữa thôi, là chúng tôi cũng muốn kiểm tra nhanh nhất, gần nhất để xem sự đột phá của các bạn như thế nào. Cũng mong các bạn cũng nhanh chóng dùng chiếc thuyền này đưa bạn diễn của mình về đến bến bờ an toàn nhất. Đó là thử thách mà cả Hưng, anh Trần Huy và anh Hoài Linh là hội ý rất kỹ khi chọn. Dạ, tại anh cũng thấy là đưa cái thuyền ra trong cái tuần này nó rất là hợp lý. Mấy bạn thí sinh thì bây giờ khỏe hơn, chắc hơn, xuống nhiều cân. Và nếu mà mình đem cái thuyền này ra chính tuần trước nó sẽ chìm, đúng không? Thì anh thấy cái tuần này nó rất là hợp lý để cho các thí sinh thử thách một cái bài với cái thuyền như vậy. Vâng, vậy thì không làm mất thời gian nữa, chúng ta sẽ mời thí sinh đầu tiên xuất hiện ngay sau đây. Đây là thí sinh phải nói là nằm trong cái khu vực nguy hiểm liên tục. Nhưng riêng hôm nay là người biểu diễn đầu tiên, đó chính là Minh Thảo. Cái đầu tiên mà đập vào mắt Thảo đó là nụ cười của anh Hải. Anh cười một cách rất hồn nhiên. Có những lúc anh bị đau á, mà anh không muốn cho mình biết cái anh đi ra ngoài. Nhiều khi sợ mình lo lắng nên là anh không muốn cho mình biết, vì sợ mình không có dám làm những cái động tác mà anh đưa ra. Lúc đầu thì mình cũng chỉ nghĩ đây là một cái cuộc chơi, bắt cặp với Thảo như là một cái nhiệm vụ. Càng tập luyện sau thì rõ ràng sự gắn kết của hai người giữa Hải và Thảo sẽ sâu sắc hơn, cũng như là hiểu nhau hơn. Bây giờ trên cái mức độ tình bạn thông thường rồi, phải thấy Thảo đúng tính gọi là cô gái luôn, rất hay nhõng nhẽo, làm nũng. Mà gặp Hải thì Hải kiểu một cái con người hơi cứng rắn nên không có thực sự nũng nẹo lắm. Bây giờ anh Hải đã bị chấn thương lưng và không thể thi với Thảo, biểu diễn với Thảo trong cái tuần. Bỗng dưng mình nghĩ là thôi mình dừng đây, mình không muốn đi tiếp nữa. Thảo với anh Hải đã gắn bó với nhau hơn 2 tháng rồi. Và những pha chấn thương, mồ hôi, nước mắt và cả máu trên sàn tập nữa. Vì cái chặng đường đó thì Thảo nghĩ đến sự cố gắng của Thảo và anh Hải. Rất nhiều sự cố xảy ra với cái đội của Thảo. Chính vì điều đó Thảo không muốn bỏ cuộc và Thảo muốn tiếp tục. Thank you.
Ngọc Diệp nhận thấy những giọt nước mắt của Minh Thảo. Không biết là bạn có thể chia sẻ lý do vì sao không ạ? Em rất là sợ. Bởi vì bài này em tập chưa đến nửa ngày nữa. Và em sợ lắm. Vâng thưa quý vị, hai ngày trước đây thì bạn diễn của Minh Thảo là Lâm Vinh Hải lại bị tái phát căn bệnh cũ là thoát vị đĩa đệm. Và sau khi chương trình mời Minh Hiền thì bạn đã tức tốc bay vào trong Nam và tập diễn chỉ có hơn một ngày cho hai tiết mục vừa qua. Và chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến từ bạn giám khảo nhé. Xin mời giám khảo Hoài Linh ạ. Thật sự ra thì cái bài này thì tôi thấy có một cái thông điệp nó cũng rất là hay. Đôi khi con người chúng ta vì tiền tài, vì một cái điều gì đó có thể tranh đoạt lẫn nhau, dẫn đến là kể cả không tiếc rẻ cái mạng sống của những người xung quanh mình. Tôi thấy cái này là một cái thông điệp tốt. Thảo đừng có ngại, anh thấy là em đã làm rất là tốt trong cái bài này rồi. Và thật sự ra cảm ơn Minh Hiền trong vòng 2 ngày cứu bồi chữa cháy, nhưng mà Hiền vẫn làm tốt cái vai trò của mình. Ngoài ra tôi còn thấy trong cái phần nhảy của mình, bạn cũng động viên bạn nhảy của mình bằng những cái tiếng hét, bằng những tiếng la. Đó cũng là một cái lời động viên nhắc nhở. Và sau tôi cũng thấy Thảo cũng diễn như thế. Và tôi nghĩ là các bạn đã có một cái phần thi tốt đối với cái đạo cụ là chiếc thuyền mà ban giám khảo lựa chọn. Dĩ nhiên thì trong khoảng thời gian ngắn thì không thể nào chúng ta lấy cái mức hoàn hảo 100% được. Nhưng mà đây là sự cố, cho nên là chúng tôi vẫn có thể châm chước được. Và với những động tác khó, chúng tôi dễ dàng châm chước cho các bạn, bởi vì các bạn không có thời gian. Dĩ nhiên chúng tôi cũng có thấy những cái sự chệch choạc trong cái bài nhảy, nhưng cái sự chệch choạc đó chúng tôi lại bù lại những cái công sức mà của Lâm Vinh Hải và Minh Hiền đã bỏ ra cho Minh Thảo. Và cái sự chệch choạc đó chúng ta có thể du di được, vui vẻ được. Và tôi nghĩ các bạn thí sinh kia cũng không có kèn cửa gì các bạn đâu, bởi vì đây là một cái cuộc chơi mà tôi nghĩ là các bạn cứ xem nhau như người trong nhà rồi. Chúc mừng Minh Thảo và Minh Hiền. Xin cảm ơn anh Hoài Linh ạ. Xin mời anh Trần Huy Trần chơi kiến. Thì cái bài này nó có nhiều động tác passo và cái nhạc nó rất là sôi động nè, máu lửa. Và cái động tác của các em nó đối với anh nó sắp đến mà nó chưa đến. Đúng là cái trường hợp của em tuần này nó một cái trường hợp phức tạp, nhưng mà tiếng Anh mình nói the show must go on, chương trình phải tiếp tục, thì tất cả mọi thứ mình phải vượt qua và thi hết sức, thi hết mình. Thì nói như vậy thôi, anh rất là xin lỗi tại lúc cuối em xúc động, nhưng mà anh đang cười ký kết bài tại anh không hiểu tại sao em giết Minh Hiền chết rồi và mình được hết cái này, xong em ôm, xong em buồn. Cái đó là anh nói đó, anh đã nói ngay từ đầu rồi. Tức là có những lúc vì tiền mà họ có thể giết những người thân bên cạnh mình, và khi giết xong rồi thì họ lại hối hận. Tôi muốn lắng nghe thí sinh họ giải trình. Dạ. Là như nào? Không phải là Thảo muốn giết em mà là em mới là người chủ động giết Thảo. Thảo sẽ nhỡ tay vì bản thân em mới là người thèm muốn cái số tiền đấy và muốn giết Thảo. Và khi mà bạn này bạn nhỡ tay thì là bạn bảo là tôi muốn tình bạn hơn là tiền. Ừ. Đó như thế ạ. Bởi vì cái sự trỗi dậy là do Hiền trước. Giờ hiểu cái vấn đề là đây là do biên đạo. Vì nó chưa rõ ràng từ đầu đến cuối. Cái bài này mình chỉ có 1 phút rưỡi đến 2 phút để thể hiện một cái tiết mục để cho tất cả mọi người đang xem để hiểu. Và tất cả mọi thứ biên đạo thổi ra cho tụi em thì tụi em làm tốt. Nhưng mà cái vấn đề nó còn chệch choạc là cái này nè. Cái động tác nó không đều nhau, hoặc là nó có chênh nhau chút xíu. Mình gọi là cái chệch choạc ở trong đó thôi. Còn cái nội dung thì tôi vẫn hiểu được. Chệch choạc là không đều. Ok, thì cái vấn đề là câu chuyện không rõ. Vâng, xin cảm ơn anh Trần Huy. Bên này thì nói câu chuyện không rõ chứ tôi rõ. Dạ. Và xin mời ý kiến từ giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Vâng, nếu mà bây giờ để mà bắt lỗi các em thì sẽ có rất là nhiều yếu tố để moi móc. Tuy nhiên, anh nhận xét phần của anh, một cái tiết mục rất là kịch tính có. Tuy nhiên, cái phần nhảy nó hơi ít, diễn xuất thì nhiều hơn. Và đúng là cái phần kết đó, giết cái người này để lấy được cái tài sản đó, đã đạt được ý của mình muốn là tại sao lại còn hoảng sợ và khóc than như vậy. Thì sau đó mới được em giải trình là ngộ sát. Mình cần phải làm cái vấn đề đó rõ ngay từ đầu luôn để cho người khác phải khỏi phải hỏi lại mình đặt câu hỏi nào hết thì sẽ tốt hơn. Với một cái đạo cụ được đưa ra là chiếc thuyền, các bạn đã có ngay một cái ý tưởng rất là đặc biệt, rất là hợp lý, diễn tả liên tục trên một cái viện diện tích rất là nhỏ để nhảy và để giao lưu với nhau. Thì tôi nghĩ là không phải chuyện đơn giản, một cái sự cố gắng rất lớn. Tập có một buổi một như vậy là quá tuyệt vời, theo tôi là như vậy nha. Chúc mừng các em.
Và xin mời ban giám khảo chấm điểm cho phần thi vừa rồi ạ. Xin mời anh John Huy Trần. 8 điểm. Xin mời giám khảo Hoài Linh ạ. Tôi đã nói rồi, tức là tôi cũng vẫn có quyền châm trước và tôi nghĩ tất cả các bạn kia cũng không có tì hèm gì các bạn. Sự cố xảy ra nó không như ý muốn. Và thật sự ra như John Huy nói là không có thể ngừng lại được. Cái dĩ nhiên là chúng tôi biết điều đó chứ. Với cái bài của các bạn thì tôi muốn tặng cho các bạn, với sự nỗ lực của các bạn, tôi muốn tặng cho bạn điểm 10 đó. Đáng là 9 điểm thôi nhưng không ngờ anh cho điểm 10. Vâng, xin rất cảm ơn anh Hoài Linh ạ. Hương cũng rất muốn chấm điểm 10 nhưng mà Hương cần điểm nhảy hơn một chút nữa, cho nên là diễn xuất thì tốt rồi, cho nên là Hương xin là rút lại một điểm là 9 điểm. Vâng. Xin cảm ơn ban giám khảo. Và điểm trung bình của hai bài thi vừa qua của Minh Thảo và Minh Hiền là 9,2 điểm. Chúc mừng bạn. Mời hai bạn. Minh Thảo, cân nặng cũ 74 cân, cân nặng hiện tại 73,2 cân, giảm 0,8 cân, tương đương 1,1%. Tổng điểm của Minh Thảo là 10,3 điểm. Xin chúc mừng.